Hello, cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người, mình là Kiệt đây. Thì hôm nay nha mọi người, hôm nay thì có mình Kiệt hà. Còn anh hai thì bữa nay có công việc, không có quay được nha mọi người. Anh hai đi công việc rồi, đi sáng giờ chưa về. Đó. Thì bữa nay có Kiệt chiên khoát thôi. Thì Kiệt mới vừa nghĩ ra được cái ý tưởng tới gáo mọi người. Mới ra ý tưởng là liên quan tới tô cơm này nha mọi người. Đây là tô cơm của Kiệt nha mọi người, trong đồ ăn trong nhà thôi, ăn bình thường nha mọi người. Đây múc mừng ăn cho mừng ăn miếng cho mọi người xem thử nha, không có vấn đề hết mọi người. Bữa nay mình phải cho một phát ói một bữa nha mọi người. Màn tròn này nói chung là cũng vui đó mọi người. Biết thằng Phát cái tánh đó biết sao không? Chắc mọi người nào coi YouTube Kiệt lâu rồi chắc là biết tánh nó thì nó hay ham ăn mọi người. Nhỏ con nghĩ được ăn được cái ăn gì nó ăn mạnh dữ lắm. Một cái là cái gì ăn là nó hút trước à, không có từ cái gì hết á, cái gì mà nuốt trong miệng được rồi nó nhai hết à. Quần áo này kia chứ không ăn được, chắc nó ăn được cái nó nhai nuốt luôn á. Bữa nay nó xuống đây là nó phải tới trưởng với bệnh khoa này mới được đó. Thì để bây giờ mình kiếm chỗ mình đặt máy được thứ đó. Bữa nay có nhờ mẹ nữa, bữa nay có nhờ mẹ phối hợp một xíu, mọi người chờ đón xem cái màn này gì nha mọi người. Đó, ok vậy đi. Ôi. À quá trời nắng. Chuyện ra mệt dữ ta. Đúng, sung sướng quá ha. Chuyện này cũng trễ vậy. Cái gì? Cũng trễ vậy. Đi lấy bộ đồ tập gym. Ăn tô cơm rồi má. Cái gì? Đem được cơm xuống tính ăn mà tự nhiên nhức đầu nhức mặt quá ăn không nổi, để đó ăn giùm đi, bỏ vô uổng mày không tội. Cái nồ quá ăn giùm đi, tự nhiên vậy đem được cơm chưa ăn để múc cái đó lên đem xuống đây tính ăn mà tự nhiên cái nằm cái nó nhức đầu trong mặt lem giống nằm nè. Em hoàng đâu nay đi cũng không chuyện rồi, ăn đi để bỏ tội mày, trong nó múc mày. À, không có nổi chứ gì. Ừ, đó là mày thường ăn tạp lắm mà không nổi gì. Vậy mang à? Ăn đi. À, nhức đầu quá. Tiêu rồi. Bệnh quá. Ăn đi ăn. Trời ơi. Gặp đen đói bụng. Mình là no. Cái gì nó chịu. Ăn nha. Dạ, ăn đi ông nội. Muốn có bỏ gì trong đây không bà? Thông minh lắm. Tao ăn trước cái cho mẹ. Tao ăn trước rồi. Mệt quá. Nghe. Dạ tao nấu á. Ăn đi. Dạ anh nấu hả? Dạ anh tay nghề cũng khéo ha. Chứ giờ có hai vợ chồng nó không nấu cái gì tao ăn mày. Cái ăn miếng chưa giờ mệt chưa giờ rồi, cái ăn miếng này uống thuốc không? Ừ. Nó bị nhức đầu ăn cái đó. Nó này nắng mặt quá rồi. Thời tiết này dễ bệnh. Nắng quá. Uống thuốc được. Hử? Chưa. Muốn uống. Chút đi nè, tao ăn cái cơm vô thuốc uống. Măng phụ anh miếng anh ăn hết đi. Rồi ăn đi, tao không ăn, ăn nổi tao ăn nãy giờ, kêu mày ăn làm cái gì? Má bệnh què không ăn, không muốn uống đâu hết. Cũng ngon. Quá sức. Có ý tưởng gì không? Nghe được có ở đâu rồi. Gì? Nghe được có ở đâu rồi. Rồi không quay, không đăng rồi. Chửi nữa à. Mày chửi mày. Không giả chửi. Cái giờ không có ý tưởng rồi quay thì sao? Mày nói mình không đăng nữa. Ờ.
mấy ơi. Ừ, quá ngon. Mày có tự gì đâu rồi. Chị nó mới đầu vô chê rồi. Biết không? Cầm tao nói mày ăn quá anh ăn. Ai nói có tao mày không? Ai nói? Tao rành mày quá rồi, nói gì nữa. Không bên mít ta. Nữa không rảnh còn hay gì đó. Thôi mỏi. Ờ. Cái tô này hết luôn rồi, mẹ thấy để sẵn. Ủa? Tô cơm thì lại có ăn đứa nào bứng ra vậy? Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Gì? Tô bỏ chó ăn. Mẹ hơi dữ quá. Trời ơi. Mẹ cơm nói tao. Trời ơi, sao mà bỏ cái tô đó, không tưởng ai múc cơm ăn rồi. Trời ơi, cái đấy cho cháu ăn. Trời ơi, con cho cháu ăn mà không nói, mà làm con ăn, con cũng ăn đó. Mày ơi, trời ơi, trời. Tao đã giận, chắc mày ăn lên, chút cho ăn nữa đó. Ăn chưa? Ăn rồi. Trời ơi, trời cho mày không nói, mày để cái tô trên đó, con tưởng cái tô để múc cho con ăn hay gì, cũng lấy đem đây con ăn. Ủa sao không hỏi tao? Thôi, hai quỷ cha nổ đi, kêu con ăn hết à. Trời đất, con mốt ăn gì hỏi tao giùm cái mấy cha. Giống bằng cái gì vậy? Trời tao nghe tao ăn gì mình thấy. Con gió gì mày mày. Để tao cũng ăn mày thấy hả? Trời đất ơi mẹ ơi, ăn gì mốt hỏi tao, mốt bỏ con tập cái ăn chắc chết người ngưỡng của tử luôn quá. Trời ơi trời. Hồi nãy con cháu phèn ăn nữa tô. Phèn gì còn ít ít. Còn miếng rồi để dặn hồi nó ăn nữa. Mẹ ơi. Nói đậm con vừa đậm xuống đây à. Nó nhức đầu quá, nhức đầu quá, ăn không nổi mày ăn giùm tao tô cơm này đi. Mà bà có ăn không? Cái tô cơm trên đó. Nói với chó ăn rồi mà nói. Sao nó ăn đó mà. Nó nói giận nấu rồi kia kêu con quất hết tô đi. Ăn không nổi. Tao để trên hồ mà lên lấy ăn không hỏi tao. Hồi nãy ăn hơn nữa còn nữa đó. Cười con que. Cháu mẹ nó ăn hết được rồi nữa rồi đó. Chơi chơi ngu đi, chơi ngu thì thôi. Cơm cho chó cũng đưa cho mà ăn. Món mà nhớ ăn rồi đi hỏi tao giùm. Tao không biết đâu mày ơi. Bà nói chứ con là cơm của vợ tôi nấu quá ngon lắm. Kêu con ăn hết đi chứ đầu gây ông đòi. Cái tô này bên tao mày không biết ha, cái tô này bên nhà tao thì có tô này. Tô nó ở ảnh có ăn tô này đâu có. Vô phải rồi. Ôi lỡ rồi chứ giờ sao vậy? Mày tao cũng ăn miếng thì có chết đâu mà mày làm dữ vậy. Nhưng mà chó ăn rồi kìa. Mày tao cũng ăn vậy. Đúng. Ăn không miếng là hết tô nè. Nè. Mày ôi đau rồi kìa. Trời đất ơi, mất ăn gì hỏi giờ tao giùm cái. Lâu ăn chó ăn được mình ăn được vậy. Vô vô quá bả ông ơi, ông chơi riêng ông chơi ngu quá. Vậy mà còn gì ngon nữa chứ chạy. Bò quá trời ăn mốt gì hỏi tao giùm cái. Ngon không? Ngu quá. Sao mà nói mày khen? Mày ăn cơm ngon. Riêng ông chơi mất dạy ghê luôn á. Chơi mất dạy đó tao cũng ăn nó bình thường gì đâu mà. Ông ăn có gì ông ăn có miếng à. Tao thí xác luôn. Hết luôn kìa. Tao thí xác luôn. Tao chấp nhận luôn. Tao ăn luôn. Bình thường gì đâu mà. Dạ tự nhiên cơm cho chó cho tôi ăn. Chó không ăn, mày ăn, ăn nữa, mày ăn nữa. Ý ông nói rồi chó hả? À? Tao nói nó mày tự nhận rồi. Chó ăn được thì mình ăn được. Vừa phải thôi. Bình thường gì đâu vừa phải. Cơm rí và để cho chó ăn, giờ tự nhiên đưa mình ăn. Bỏ tặng ham ăn nha. Mày còn phải dính trưởng tao dài. Chơi đi. Chó ăn bình thường gì đâu, đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Chó ăn, mình ăn bình thường. Ngu ghê không? Ngu gì bình thường? Bình thường gì đâu ngu. Sao? Đi kiếm gì không? Ai kiểu mình đi trễ vậy? Cũng hai thằng mà quay mà cũng đi trễ nữa. Cũng người ông sống đi thôi. Giờ cơm cho chó ăn thì giờ tôi ăn ngay. Rồi đó mày chết sao? Mày chết mày ăn tốt. Giờ tao vô múc cơm khác cho con chó ăn nữa nè. Mày ăn nữa không? Tao múc cho mày. Ông vô mày ơi. Cơm đi giờ kêu cơm cho chó ăn. Đưa tôi ăn hết mì tô. Chửi quá chửi. Chửi lắm rồi mọi người chửi. Ừ. Sao không chửi? Sao? Nói cái gì không? Tôi cơm cho chó ăn giờ đem em ăn là sao? Chứ sao? Bởi thủa là anh thủa em là con chó vậy? Dạ con khỉ. Nãy tao cũng ăn nữa gì đâu mà. Ăn không miếng à. Làm gì ăn miếng? Mà tôi quên hết miếng tô. Thì ai cũng có ăn. Chè miếng tô kìa. Mày ai cũng có ăn bộ. Chứ bộ mình mày ăn không mà mày hỏi mày giải hoài vậy? Trời ơi nước miếng chó. Đun sáng đủ. Tí
trời ngu vô ơi. Ôi đóng luôn trời. Trời đủ quá rồi. Trời ơi, trời cho tớ vậy. Gãi mẹ thằng rạo tao rồi, mày thấy không? Mẹ như ngu rồi. Quỷ hả? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời. Mẹ vừa vừa hả lại ơi. Trời ơi, trời. Mày gãi nguyên hàng rào của tao rồi, tao thấy hàng rào đó luôn. Mẹ gì sao ta? Ủa mẹ vừa ăn cướp chó mà vừa bị đạp chút kinh hả? Ờ, anh nó dữ quá, con chó nó dữ quá. Vô. Cút. Em có ai hỏi đây chưa? Cút. Ôi đồ đạc ta vừa vậy à. Giận quá giận. Ê, chơi là không có giận nha. Giận gì? Chơi là... Mày cho ai cho giúp chó, đạp chú kinh nữa nè. Vô vô ai ơi. Dữ quá, con này dữ quá. Con ngồi với lại con chú. Chó nói nghe cũng biết nghe mà. Sủa quá trời sủa, đi vô mệt quá. Sủa gì quá sủa hoài. Chửi. Nó vẫn chưa biết là nó ăn cơm bình thường nha mọi người. Nên nó chửi quá chửi. Thôi mình mới bye mọi người nha. Đi vô. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye mọi người.